dù là sân khấu đây chúng ta cũng là tụ tập đây là một cái chương trình về đội văn nghệ lên là thông viên các anh ở tiền đồn. Thế nhưng mà cái hiệu ứng tượng niệm Quốc Phật 30 tháng 4 với cái pho tượng tiếc thương mà nhìn cả hai phía đều nhắc nhở với chúng ta là cái trách nhiệm chúng ta vẫn còn phải mang, bởi vì Nghĩa rất xúc động khi được nhìn thấy những cái màu áo của tất cả các anh các chị trong các quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì nếu không có sự chiến đấu hy sinh của tất cả các chú các bác các anh các chị đó thì chúng ta đã không có được cái sự mà gọi là an toàn nơi hậu phương và có được ngày hôm nay. Bởi vì chúng tôi xin trân trọng nhắc nhở cũng như là được mời tất cả các đồng hương ở đây, chúng ta ngày mai sẽ tập trung ngay tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ từ 5 giờ rưỡi chiều để một lần nữa chúng ta tưởng niệm đến sự hy sinh cao cả của tất cả các chiến sĩ của lực lượng Cộng Hòa, quân dân kháng chiến của lực lượng Cộng Hòa, cũng như là chúng ta thề với nhau một lời thề là đòi sông núi trả ta sông núi từng trang sử, dân tộc còn nghe vọng thiết tha ngược vết thời gian cùng nhắn nhủ, không đòi ai trả phía sông ta. Thì nếu muốn đòi thì những người trẻ hôm nay phải nhớ hết công ơn tất cả quân dân kháng chiến, các bác chúng anh các chị đã nằm gai nếm mật, đã hy sinh mạng sống của mình và rất nhiều đồng đội đã bỏ lại một phần thân thể nằm ở trên quê hương. Và chúng tôi hôm nay sẽ hát một bài mà phổ từ thơ của một người chiến sĩ, và người chiến sĩ đó có mặt ngày hôm nay và không xa lạ gì với các bác các cô chú ở đây. Chúng tôi nhận được cái bài thơ này là trong một cái tập đặc sang của Đồng Tiến, tức là khóa sĩ quan cho võ vị thủ đức khóa 11, với cái tựa đề là Ta trở lại. Thơ không ai khác hơn là Nguyễn Thanh Huy, ký giả Thanh Huy của chúng ta. Xin mời chú Huy đến đây để chia sẻ. Chúng tôi viết bài này trong cái bức cảnh nào, và chúng tôi viết bài này để chia sẻ cái tâm tình của những người lính khi trở lại đồn xưa, khi trở lại cái trận chiến cũ, bạn bè không còn nữa, hay bạn bè đã phải tán khắp mọi nơi. Xin chú Huy chia sẻ bài thơ Ta trở lại. Biết từ đây là chúng ta. Dạ, đúng rồi. Kính thưa quý vị, cảm ơn luật sư Nghĩa đã cho lên đọc cái bài thơ trước khi luật sư Nghĩa hát. Cái bài thơ được nhạc sĩ Võ Tăng phối nhạc, và hôm nay thì sẽ qua cái giọng hát của ca sĩ luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Người đã một thời đấu tranh tất cả nhiều các nhà khắp trên thế giới đều có nghe Nguyễn Nghĩa hát. Và bây giờ trước khi Nguyễn Nghĩa hát thì tôi xin đọc lại cái bài thơ mà khi tôi thì không về Việt Nam được, nhưng bạn bè về Việt Nam cũng vào đọc kể lại, tôi có cái cảm xúc thì tôi viết cái bài thơ là Ta trở lại. Ta trở lại qua từng con phố nhỏ, hỏi những người thương ai mất ai còn, ai đã sống nơi rừng sâu núi thẳm mãi không về dù chỉ một lần thăm. Ta trở lại nơi người yên giấc ngủ, bao năm rồi không một bóng người qua. Ôi thương nhớ tưởng chừng như đã hết, bỗng ngậm ngùi thư biến phút chia xa. Ta trở lại nơi ngày ta khôn lớn, nhặt lại những gì kỷ niệm ấu thơ, nơi đã nuôi ta đồng chua nước mặn bao năm rồi, ôi thương nhớ vô bờ. Ta trở lại thăm đồn biên giới cũ, nhớ lại từng thằng chung cuộc đảo binh. Mấy chục năm qua giờ chỉ một mình ta đứng lặng nghe nỗi đau thương thương. Người nám hết rồi. Đi cô. Từ năm 2007 khi mà đọc bài thơ này thì chỉ xin được sửa có hai chữ mà thôi. Bởi vì bài nhạc nó đầy những cái bài thơ là cái tổng định đó. Thì anh Quốc Xuân Hải là ca sĩ thật tay không cao. Thật ra đây là tất cả những tâm tình của một những người con em chưa một lần nào, mặc dù là con của Lý Thu Quân, chưa lần nào được cùng sống, ngay cả là nhân dân tộc Tây.
nhưng đâu cái nỗi buồn của những người lính Việt Nam Cộng Hòa bị bất tử từ năm 1975 qua bao nhiêu cái bài học cách mạng, chúng ta thấy rằng quân đội anh hùng như vậy nếu không bị rơi vào những bàn cờ chính trị quốc tế của Hoa Kỳ, Nga Xô Trung Đông, chúng ta đã không phải bỏ nước ra đi. Thế nhưng trang sử 75 đó mở ra một cái chân trời mới và chắc chắn chúng ta sẽ trở lại. Tuy nhiên không bằng những cái đau buồn như trong bài thơ này, mà một cái niềm hy vọng từ đất nước sẽ được hồi sinh từ tự do dân chủ nhân quyền. Xin mời quý vị nhà đồng nghiệp. Trở lại qua những con phố nhỏ, hỏi những người quen ai mất ai, ai đã sang nơi rừng sâu núi thẳm mãi không về, dù chỉ qua lớp ta chờ lại đôi người yên giấc ngủ bao năm rồi không một bóng người qua. Ôi thương nhớ thương chung như đã hết, ôm ngọn người lưu luyến bước chia xa.
Mời ơi.